Đây là cái máy em sẽ giao cho anh. Cái máy này đã qua sử dụng nha nhé. Đã qua sử dụng. Máy thì còn một viên đá. Phụ kiện của máy còn nguyên luôn. Phụ kiện của máy còn nguyên. Máy mới xài được ít thôi. Tất cả các chi tiết của máy đang còn rất là đẹp. Toàn bộ là nó bằng nhôm hết nha anh nhé. Toàn bộ bằng nhôm hết. Thì em giao con máy này đi cho anh ấy, thì em sẽ đóng gói và có những cái phụ kiện gì thì em đóng trong đó luôn. Đây. Nó có công tắc on off ở đây. Đó. Khi nhấn nút xanh là nó chạy, nút đỏ là nó tắt. Nguyên khối hết này nhé. Nguyên khối là nhôm hết. Hàng này bao anh xài. Nó chỉnh được rất là nhiều góc, tức là chỉnh được cái góc xoay nghiêng này. Góc nghiêng để lấy mũi hầu sâu hay là cạn này. Đấy. Đây là thang chia độ cho hai bên. Bên trái và bên phải. Đây là cái phần này là cái tay để bóp cái ray xích vào. Đấy, gạt là cái ray xích này nó sẽ khép lại. Thì tới đây thì mình sẽ cố gắng lấy nhiều hàng về cho anh nha. Đây. Phần đây nó cũng là cái phần đấy này. Chống xích này. Khi bật lên thì máy này nó có đèn luôn nha nhé. Nó có đèn sáng luôn. Nó có bóng đèn đây, nó soi xuống cái mắt xích của mình. Đây là cái bàn chia độ mắt xích. Lốc khóa này, lốc này là khóa này. Mở. Và đây nó có thể chỉnh được độ ngửa của ấy luôn. Độ ngửa của cái hầu á, mũi xích. Đây, nó có thể xoay được đây nhá. Tức là nó sẽ ngửa lên. Ngửa lên hoặc là ngửa ra hoặc ngửa vào được. Cái phần này anh thấy có cái đường tròn này không? Đấy. Máy đang chạy, nó rất là êm luôn. Máy này nó chạy không than. Motor này là motor không than. Đó, giữ máy này. Để xoay. Xoay chỉnh thì xoay ở đây. Ở dưới này nó có cái lò xo. Đấy. Lò xo này. Chỉnh lên. Đây. Đây chưa. Đấy, có thể nhấc nó lên như thế này. Nhấc lên và hạ nó xuống. Trượt nó qua, trượt qua, trượt lại luôn. Thì về anh cứ đưa vào rũa. Nếu mà chưa ưng ý thì mình lại chỉnh lại thôi. Chứ còn bình thường thì máy về mặc định thì nó sẽ nằm im như thế này. Có thể là anh sẽ chỉnh góc độ như thế này để cho nó móc cái hầu nó được sâu hơn này. Đấy. Móc hầu sâu hơn đấy. Ở con máy này thì mình đã giao cho một anh ở Hà Nội rồi nhé. Máy này mình đã giao cho một anh ở Hà Nội. Đấy. Chỉnh độ trống. Đây là khóa nó kê lại. Hàng này thì nó hơi cao tiền. Nó chỉnh được nhiều góc. Đó, rồi ok, máy còn đẹp. Không có bị dập bể đâu hết. Nhôm nguyên khối luôn. Đấy.
Đợt này anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẽ nhập về cho anh em. Cái đá này thì nó làm cái đá nó khá là nhám nên nó sẽ ít bị chai hơn, nó bào nhanh hơn. Đá màu hồng. Rồi để mình bật lại, test lại. Đây anh em thấy ở trong đây nó có cái cánh quạt dạng như là cái máy bơm nước của mình luôn. Đó, nó thiết kế. Đó. Thì mình có thể chỉnh cái độ nghiêng, độ xích ở đây. Đấy, độ nghiêng của cái mũi cắt vào móc hầu nhá. Đây có một góc chỉnh này. Để mình chỉ cho anh em này. Đây là góc chỉnh, đây góc chỉnh. Cái đây góc chỉnh này. Đấy. Đây một góc chỉnh nữa này. Đấy, trên đây cũng có thang luôn này. Đấy. Hàng này là hàng VIP rồi. Hàng VIP rồi. Giữa xích cưa lại VIP này. Rồi, anh em nào nếu thấy cái máy ok đẹp thì hãy để lại cho mình xin một like nhá. Đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn chuông giúp mình. Đó. Mình đang kê tạm lên trên một cái bệ như thế này để một cái bình như này để mình chạy máy cho nó vững hơn. Đó, máy nó gật gù này. Đưa xích vào gật xuống một cái. Đưa xích vào gật xuống cái là nó rũa thôi. Mình giao con máy này rồi. Giao con này cho anh ở Hà Nội rồi. Anh chuyên đi cắt xưởng. Rồi, này công tắc nó được bọc rất là kỹ. Máy đang chạy rồi. Máy báo đèn và sáng đèn luôn, có đèn soi luôn. Máy đang chạy đấy. Êm như nhíp, êm không có một tiếng động luôn. Khá nặng nha anh em nhé, con này khoảng 8 cân. Đóng gói xong xuôi nó khoảng 8 cân. Rất là nặng. Vì nó là nhôm. Nó là nhôm nguyên khối chứ không có nhựa. Nhựa chỉ có một số cái chỗ phần tay cầm này. Nhìn rất là chất luôn. Công suất của con máy này là 230W nha anh em nhé. Ở vòng tua của nó là 3000 vòng. Tua máy là 3000. Nó chạy điện 220. Nó chạy điện 220. Đây nha này. Nó có cái phần đây ấy, là anh em có thể về gắn. Đấy, phần bệ đế này. Rất là cứng cáp. Soi chi tiết để cho anh em xem sơ qua cái máy. Đấy, hình thù nó như thế. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Nếu thấy máy ok, hãy like cho mình xin một like nhé. Cảm ơn anh em.